Hello, chào các bạn nha. Hôm nay là ngày thứ tư rồi các bạn ơi. Thì mỗi ngày người ta sẽ hoàn thiện một cái khoảng một các bạn. Các bạn thấy không? Là sáng giờ này 8 giờ mấy rồi. Thì xin mời cho các bạn xem nha. Đó, thấy không? Cái cổng chào của đường hoa các bạn. Đây là cái bồn, là cái đài phun nước ở đằng trước rồi các bạn. Đây là cái cổng chào các bạn ha, ngày thứ tư. Để có gì mình có nhiều thời gian mình đi xuống dưới mình quay cho các bạn xem, nhưng mà bây giờ thì chưa có nhiều thời gian lắm rồi. Chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày